tỉnh Châu Đốc nay thuộc ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ông trưởng thành và hoạt động dưới triều đại Thiệu Trị và Tự Đức, từ khoảng năm 1841 đến 1873. Năm 1840, Trần Văn Thành gia nhập quân đội nhà Nguyễn giữa lúc Nạc Ông Đôn, em vua Cao Miên,